Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay bắt đầu diễn ra cái sự kiện Trung thu mặt trăng may mắn sẽ đến. Đây chính là cái sự kiện Trung thu cầu nguyện trăng rằm giống như hôm qua mình đã giới thiệu trước. Ở trong cái sự kiện này thì các bạn sẽ hoàn thành một số nhiệm vụ ở đây để lấy được một số lần bốc thẻ. Đây, trong đó thì có tiêu hao thể lực này. 7 lần chúc phúc. Thì các bạn sẽ nhận được một số cái quà như thế này đến khi nào mà các bạn bốc được cái quà xịn đây ví dụ như cái bánh như thế này chẳng hạn thì lúc đó thì nó sẽ reset lại từ đầu còn khi các bạn đã không bốc được đúng bánh trung thu như vậy thì các bạn cứ mở dần dần đến mốc số 5 thì nó cũng sẽ mở ra được cho các bạn các bánh trung thu đó chung là cái này nó dựa vào tỷ lệ may mắn cũng rất là nhiều Đây vẫn chưa đến đích này còn hai lần nữa đến mốc thứ tư thứ năm là coi như kiểu dịu được cái bánh này còn bây giờ mình đã được nhận được bánh rồi thì thôi nó lại quay trở về cái mốc cũ thì đây chính là cái sự kiện trung thu nó sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày để các bạn có thêm được một số cái món đồ ở trong này và đây hai cái bánh trung thu vừa rồi mình nhớ vẫn còn một cái bánh trung thu khác cơ màu đỏ với phải bánh trung thu này mở ra được mật phẩm ngẫu nhiên đây là những vật phẩm này cũng toàn cái cờ lê này cũng rất là xịn đấy còn cái bánh còn lại bánh trung thu này thì tăng thêm 10 điểm thể lực để bạn quét tiếp bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có thêm đó là cái shop như thế này giống như đây bạn sẽ nhận thêm bánh trung thu này nữa và thêm các cái gói lì xì một cái gói để mở ra chữ cái giống như ở năm trước gói chọn ra bốn cái chữ như thế này và cái bốn cái chữ như thế này thì các bạn sẽ sử dụng ở trong phần hạn giờ lần này đăng nhập tới trung thu đây khung này một cái danh hiệu này để các bạn tăng thêm lực chiến này một 50 100 kim cương mỗi ngày lễ hội carnival đang diễn ra rồi còn đây là đợi đổi đợt này là có một cái khung mới khung của Gardevoir này các bạn sẽ đổi với cả hai chữ C với hai chữ N đợt vừa rồi thì quét hơi bị nhiều Tuy ra là cũng được rất là nhiều chữ một thêm thêm một nhân vật mới mã Lily thì các bạn nên đổi nhân vật này Chúng ta sẽ có thêm một nhân vật nữa ở đây. Khi tham chiến thì hình như là máu của tất cả Pokemon cộng thêm 2% và giảm thương cộng 1%. Thì đó là tác dụng của cái nhân vật này. Lại đổ tiếp. Đang có rút thẻ trang sức này. Bạn nào mà đang có nhiều cái chìa khóa các bạn có thể quay được mốc 60 hay là 200 giống như mình chẳng hạn. có thể trao đổi 4 lần, 5 lần lấy được nhiều nhân vật thì cũng biết đổi thành kim cương hay không nhưng mà đổi một cái được rồi. Đây thẻ bậc S này thì thôi, mình sẽ đổi nó là cái dương kho báu được tự chọn này. Xong rồi các bạn sẽ đổi thêm đó 888 kim cương. Còn và một số rồi dưới đây nữa thì tùy thôi. Các bạn có thể đổi hoặc là tiết kiệm để vì là cái sự kiện này nó cũng hay diễn ra lắm. Mình nhớ là cứ khoảng 2 2 3 tháng thì nó lại diễn ra một lần lại đến phần ưu đãi ưu đãi thì bây giờ có gói trang phục này hôm qua mình cũng dự đoán đó là gói nào trang phục và mua nhưng mà đợt này thì là những cái skin của Pikachu này skin của Lucario này đang được bán với giá 50.000 nhưng mà cái skin của Skizor nó bán với giá tất là 500.000 luôn 50.000 có lẽ là phù hợp với chứ nhưng mà thực ra là nạp để lấy cái kim cương với cả mảnh vật năng đỏ kia là chính mở các gói đây skin của S thì đó là 1 triệu này Đợt này thì được tặng một cái skin miễn phí của Garevo đây, skin trung thu. Và đợt này, quay may mắn, thì các bạn sẽ nhận được một mảnh của Dark Rai này. Còn lễ hội Carnival đến ngày 4, thì chúng ta lại có tiêu kim cương được hoàn kim cương. Bạn nào mà đang có dự tính là quay hay làm cái gì đó tiêu tốn kim cương chẳng hạn, thì cứ để đến ngày 4 này, thì khi bạn tiêu thì cũng sẽ nhận được lại lại một số kim cương nữa tính ra tổng số đó 18.000 lượt đấy thì mình lấy được tầm lại được 5.000 kim cương rồi thì đó chính là những cái sự kiện trung thu hiện đang diễn ra và trong tận 7 ngày cơ mà chúng ta lại có thêm được số nguyên liệu nữa và đến tuần sau là cái sự kiện là vòng quay S cộng giữa Jacek với cả con um, Victini rồi cả hai thì thì mình đang đánh giá về nếu mà tim lửa thì Victini còn nếu mà đi cùng với team thép thì Jacek danh sách một đam chính ở trong tìm thép cũng sẽ rất là tốt. Còn hôm nay thì lại tiếp tục đó là đổi tiếp cái nguyên liệu để tiến hóa lên Asken ra này. Pokemon bây giờ mình có một con Gyarados này thì thôi để lại. Đây là cái lúc các bạn sử dụng mảnh của con Absol rồi. Nó rất là nhiều. Và mình sẽ lại mua thêm hai lần nữa để rút ngắn cái thời gian đó là lấy được Asgen ra và lại đổi tiếp. Bây giờ được gần một nửa chặng đường rồi. Còn thêm 20 20 20. 4 ngày nữa thì mình vật bầu mới có thể là biến hóa được con Ascendia này. Ok và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một cái trận đấu uh, ngẫu nhiên ở trong cái đấu trường lên server gồm một người chơi uh, có con Dianga này, giachi với cả Rexeck lên được 12 sao. Đội hình này kiểu dạng như đang rất là đẹp rồi, chỉ chờ thêm một con nữa thôi, đó chính là con Songaleo để thay về vị trí của con Giatina Lúc đó đội hình này cũng sẽ rất là mạnh nếu khi mà Songaleo lên được 12 sao. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xem đó là cái độ năng động của Zex khi lên 12 sao và phải đi cùng với cả team thép thì nó sẽ như thế nào. Đối với cả một cái team nước theo kiểu như thế kia thôi, dồn vào con Primion KO này mà trận đấu bắt đầu. Zexie, một trong những Pokemon mà dạy là lên được 8 sao, mình cảm thấy rất là tốt, nhưng mà sẽ tối ưu hơn khi các bạn đi cùng với cả team thép ở thời điểm sắp tới. Còn đâu nếu mà thời điểm bây giờ ngay cả 8 sao hay 11 sao thì nó cũng sẽ rất dễ bị bay trước đội hình của team nước bây giờ. Một đòn ulti của Diamond QO là hoàn toàn có thể cho ra đi được. Đợt này thì là sự kiện là vòng quay S cộng của Jessek với cả Victini chứ không phải Sonya. Còn nếu mà Sonya thì chắc là vẫn tốt hơn rồi bởi vì là nó sẽ giúp cho cái sự liên kết team bạn sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Và mình vẫn rất đánh giá rất là cao ở cái thời điểm này có 2S cộng gây lực lượng đang cũng có thể nói là quá là ổn đánh lên con ray mình kio này đó chính là con dây sách là một và con tiếp theo đó chính là con gera và giả sử các bạn lấy dây sách nhưng mà không đi cùng với cả tim thép chẳng hạn thì gọi là như là cái hiệu ứng ở bên cái đang ở trong cái trạng thái pháo đài này của nó ấy. À, trụ pháo này của nó thì nó cũng sẽ không đánh ké được cũng sẽ rất là tiếc mặc dù nó là một con đam rất là to đây cái đây chính bắn ké của con dây sách ở trong trạng thái trụ pháo và cái khả năng hồi nộ của con danh sách rất là cao Lúc này đang ở trụ pháo rồi này Và đã đang đầy nộ này Và chỉ chờ đó là Sau khi hết cái trụ pháo này Thì nó vẫn có thể dạt đòn tuyệt kỹ tiếp Cho nên chơi với cả cái team thép này Thì nếu bạn nâng lên được danh sách Thì cố gắng chờ đợi Thêm một con cực kỳ mạnh nữa Sắp tới đó là Son Galeo Lúc đó bộ đôi Son Galeo với dây sách sẽ hành động rất là tốt Một con đam và một con khả năng phòng thủ Nhưng mà sát thương gây dạng rất là cao Và đây chính là những cái đòn tấn công bắn lan từ con Zeshach này. Và nếu giả sử bạn không đi cùng với tim thép chẳng hạn thì lúc đó cái trụ pháo này nó coi như là đứng y ra thôi. Vậy nên là sách này là một Pokemon theo kiểu mà rất là mạnh khi đi cùng tim thép nhưng mà khi đi cùng với tim khác thì nó cũng sẽ không có cái hiệu quả gì nhiều. Bởi vì là cái khả năng trụ pháo bắn của nó ấy, thì lúc đó là cái rất là nguy hiểm và nhất là nữa là nếu các bạn nuôi mạnh rồi thì hai cái con lính của nó khi nó phóng lên ngẫu nhiên địch ý, cái sát thương gây ra rất là cao và thực sự với thời điểm này đó là tim của nước của Raymond Kyo nó rất là bá rồi và thì team thép lúc này mặc dù là rất là mạnh nhưng mà có thể nói là trước cái thời kỳ của Raymond Kyo thì lúc đó còn Raymond Gordon chống chịu được còn đâu thì cái đội hình team thép này có thể nói là cũng đang rất là khỏe luôn thêm một con phòng thủ mạnh nữa ở hàng trên nữa là coi như team thép này cũng sẽ rất là ổn có thể Giatina thay bằng một con Meme Metal mặc dù chỉ 4 sao thôi nhưng mà ít ra thì nó cũng có thể là giúp cho Jesse có thêm một con hệ thép để tăng thêm sát thương và kèm theo là trụ pháo của nó bắn cũng sẽ rất là ổn hơn và Jesse là một Pokemon cái khả năng sinh tồn có rất là tốt nhất là có hai con lính như thế kia thì những cái đòn sát thương mạnh đánh vào thì cũng nó cũng thể hóa giải được. Và hầu như bây giờ à, đội hình kiểu dạy như là chỉ còn lại sót một con à, đó là Raymond Kyo là chính. Để, nhưng mà một con SS bao giờ nó cũng có sự khác biệt rất là nhiều. Rất là khó để có thể tiêu diệt được nó. Và một mình nó thì khả năng gánh tim của SS mới bao rộng rất là cao. Đòn vừa rồi đã cho ra đi luôn. Đó còn là con CB với cả Dienga rồi. Chỉ còn lại được mỗi hai con Ziachi với cả con sách này thôi và thiếu vắng những Pokemon hệ thép thì đương nhiên là cái trụ pháo của xe sách này coi như là đứng y ra và chờ đợi đến hết lượt đó thì bắt đầu nó mới bắt đầu quay trở lại bình thường để chuẩn bị ulti tiếp này Nhưng mà với thời kỳ bây giờ, tim nước đang rất là mạnh như thế này, thì tim thép vẫn phải cần thêm một S cộng mới nữa để có thể là bổ trợ thêm, giúp cho tim thép nó mạnh mẽ hơn. thì bạn nào mà định hướng sắp tới thôi, à, con sau là con Masadao rồi, Masadao cũng là một thành một thành viên của như là gây sát thương rất là lớn đánh lên con uh, Raymond Kyo và cả con uh, Raymond Gordon. vậy bây giờ là cuộc chiến của hai S cộng với cả hai con uh, một con S và bây giờ còn mỗi xe sách để để Con con diamond kill thì rất rất là khó và trận đấu đã kết thúc chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu kế tiếp có một pokemon bậc S cộng cái khả năng phòng thủ khả năng tấn công của nó rất là tốt đánh lên team đó chính là con giao ra mình một sao mình nhớ A cao này là chỉ có vip năm thôi tuy nhiên là định hướng đi theo cái team điện của gieo ra như thế này thì chắc là chờ thêm một massa vào tháng sau thì lúc đó cái team này nó cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều đội hình team điện này theo kiểu mà thiên về tấn công vừa có một con có khả năng phòng ngự được hàng trên đó là con tianxi si. cả hai bên nếu mà giờ giả sử hồi trước ấy mà chưa có con um, Sonia này cũng chưa có hai con trâu uh, như là Diamond Goldon với cả Diamond Kyo chẳng hạn thì cái đòn tấn công vừa rồi con uh, Rome vẫn phải nói là rất là mạnh mẽ và đây là Gerao này Gerao thì uh, 11 sao nó có thể nhập với cả cái bóng của nó trở thành một người điện này và cái người điện này của nó thì cứ đến lượt hành động thì nó sẽ tự động ulti mà không cần tốn nộ. Và đòn ulti của cái người địa điện của nó đấm được đến 6 lần như thế này. Cho nên giao ra 11 sao có cái sự khác biệt rất là nhiều luôn. Và sắp tới lại đi cùng với cả Ma Sadau nữa. Thì sẽ là một bộ đôi rất là phù hợp dành cho những bạn nào mà vip thấp. còn để đợi, chiến đấu với cả cái team của Diamond kyo thì chắc bạn vẫn phải cần thêm những Pokemon mạnh mẽ hơn để có thể giúp cho team tốt hơn. Thời điểm tới thì uh, có masadao rồi, các bạn bổ sung thêm vào team nước của bạn này cũng sẽ rất là ổn luôn. Để có thêm một con uh, có thể gây sát thương lớn đánh lên bên địch. Còn ở thời điểm này thì với việc đó là có hai con S rất là trâu bò như là Dragonadon với cả con Diamond kyo này thì gieo ra nó cũng sẽ như là cũng khó khăn hơn để có thể đập được. Thì phải chờ thêm đó là con masadao nữa. Nhưng mà những cái sát thương đến từ con một con S 11 sao như gieo ra này cũng gọi nó, gọi là cũng rất là đáng nể rồi. Nếu mà gieo ra ở à, con Mega Ray qua ra chẳng hạn thời thì điều này mình không đánh giá nó là, như gây sát thương lớn lên con Diamond QO đâu. Nhưng mà gieo ra thì nó, nó có thể là gây sát thương rất là lớn. Nếu mà bây giờ chỉ còn 1 với 1 chẳng hạn thì cái sát thương của gieo nó đánh lên tầm mà 5 cú cơ nhưng cú 200 về công vật lý và kèm theo nữa là tại như là nó có rồi đánh lên hệ nước thì sát thương nó cũng sẽ cao hơn vậy nên là gieo lúc này một Pokemon có thể gây sát thương rất là lớn lên đánh lên con này Kyo này nhưng mà một mình con gieo chưa đủ nếu mà các bạn đập với cả một cái team mà chưa nuôi hoàn chỉnh ra Kyo với cả đồng đội của nó thì có lẽ như là cũng sẽ rất là khó để có thể là giành chiến thắng được Nhưng mà độ năng động của một con bậc S cộng như thế này cũng sẽ rất là tốt rồi Dần dần về sau cứ có S cộng mới mạnh mẽ hơn Thì nó sẽ giúp làm cho những S cộng hay S mới đang rất là bá hiện tại Nó cũng sẽ bị kém dần đi Sắp tới đó là Masadao rồi Và thêm nữa đó là con Son nữa thì lúc đó thì các bạn sẽ thấy được cái sức mạnh của S cộng mới và sau con Songeo leo lại đến ma trên nào một Pokemon bổ trợ cũng rất là tốt nữa và đó là thời kỳ của Team thép Để chuẩn bị lên ngôi. Ok hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp.